tới đây để trải nghiệm lần đầu tiên thì em cảm thấy trong người mình rất là được thoải mái, tóc mình cũng gội rất là được sạch sẽ và mềm mượt. Trước khi tới đây thì em có bị cột vai gãy, thì sau những lần trải nghiệm ở tất cả mọi nơi thì ở đây là nơi mà em ưng ý nhất. Sau khi làm xong thì em cảm thấy là người mình cổ vai và vai gãy mình được nhẹ hẳn đi. Ở đây là một nơi rất là thoải mái, có thể phù hợp cho các bạn sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nhân viên ở đây cũng rất là nhiệt tình, vui vẻ, làm cho mình có một cảm giác rất là thoải mái khi trải nghiệm ở đây. Cảm ơn Lotus Spa đã mang lại điểm cho mình một cảm giác tuyệt vời như thế. Cảm ơn ạ.